nhưng sau đó thì họ cũng chưa thể ghi thêm được điểm nào. Và vừa rồi là pha ném bóng thành công của Mr. Yu Yang để cân bằng điểm số 2 đều cho Sion Heat. Họ vẫn đang giữ khoảng cách ở mức không quá xa so với đội chủ nhà Sion Heat. Mr. Yu Yang lại là một pha ném bóng nữa và lần này thì anh đã thành công. Đó là một tình huống rất đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 81. Turnover đầu tiên của Tân Bình trong trận đấu ngày hôm nay vẫn là Christian Yu Yang và một tình huống mid range thành công. Christian Yu Yang pha ném xa của Yu Yang thành công, 3 điểm nữa cho Sai Công Nhất. Trận đấu bóng của mình, một đường truyền rất khó hiểu của các cầu thủ Celtic Fish và hai điểm tiếp theo không thể dễ hơn dành cho Christian Yu Yang. Hiệp đầu thứ hai vẫn chưa kết thúc. Celtic Fish đã để mất bóng quá nhiều. Họ đã một tình huống đi three của Christian Yu Yang, đó là Curry Zone. Sau 6 điểm ở hiệp đấu đầu tiên. Vâng, rất tự tin. Christian Yu Yang. Một lần nữa Yu Yang đã ghi thêm 2 điểm cho đội chủ nhà. Ở điểm đầu hiệp đấu thứ 3 này đang tốt hơn. Christian Yu Yang ném xa, thêm 3 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Hoàng Tú, Phú Vinh. Christian Yu Yang 3 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Christian Yu Yang vẫn là lối thi đấu rất tự tin của trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish, trận đấu khai mạc của VBA mùa giải 2020. Và ngay sau khi hiệp đấu từ bắt đầu thì Sài Gòn Heat đã ghi thêm được 2 điểm nữa. Anh cũng chưa có quá nhiều đường số, anh mới chỉ có 7 điểm mà thôi. Và đường số tiếp theo dành cho Christian Yu Yang. For Chris Yu Yang. What's up, Rocky? How you doing? How about how do you think about your performance and the VBA? Oh man, I think it was a great opening night. Team came out and played well, man. All the young guys were hitting shots, and I was really proud of our defense tonight. Really intense. So what about your matchup today, Tam Đình from Celtic Fish? Oh yeah, I mean Tam's a friend of mine, man. He's obviously a really talented guard, and I just think that, you know, I think Coach Yerkes had a great game plan. We honed in on what we need to hone in on. I think that's why we got the win tonight. So what about your purpose in VBA this year? Huh? And your purpose in this year, yeah, and your team? Oh man, I mean my purpose is to win a championship. I got a great team who came off a championship this year, and you know the only thing I'm focused in on is bringing a back-to-back to Saigon. So you know we want to go and win a championship, but it starts tonight, and we did it. Went 1-0. Thank you. Thank you. Yeah. Vâng, vừa rồi chúng ta đã có một cuộc nói chuyện với cầu thủ xuất sắc trận đấu hôm nay, đó là Christian Yu Yang. Và anh có nói là màn trình diễn của anh ngày hôm nay với 33 điểm không thể không nhắc đến những người đồng đội còn rất trẻ của mình. Họ đã cũng có một trận đấu rất tuyệt vời và đó là điều khích lệ cũng như là điều giúp đỡ anh có được một trận đấu ngày hôm nay. Và Yu Yang cũng có nói về Tam Đình, cầu thủ matchup của mình trong trận đấu giao quân này. Anh nói là Sao Hit đã nghiên cứu rất kỹ và đã có một sức ép đủ lớn để cho Tam Đình có một trận đấu không thực sự như ý. Và tất nhiên mục tiêu của Yu Yang cũng như Sao Hit năm nay chính là bảo vệ được chức vô địch của VBA 2019 của họ đã có. Chắc chắn là con đường phía trước còn rất dài. Tuy nhiên sau những gì chúng ta chứng kiến Sài Gòn Heat thi đấu ngày hôm nay thì rõ ràng họ hoàn toàn có cơ sở và những fan hâm mộ của Sài Gòn Heat hoàn toàn có tự tin về điều đó. Một trận đấu tuyệt vời. Vâng, họ đang ăn mừng các bạn ạ. Một trận đấu và đó là tuyệt vời của Sài Gòn Heat và Yu Yang. Và tất nhiên ngày hôm nay Sài Gòn Heat họ hãy có thể sẵn sàng về ăn mừng đi, bởi vì họ đang có một cầu thủ phải nói là rất chất lượng của VBA, phải nói là chất lượng nhất trong lịch sử VBA theo đánh giá của cá nhân tôi.